Tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được dự đoán thế thời gặp vận, hết khổ thoát nghèo, giàu nứt tường, đổ vách. Xin kính chào quý anh chị tuổi Canh Tuất đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý anh chị có biết rằng may mắn, xui xẻo, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế, có nhiều người đã biết được điều này. Họ đã nắm bắt được thời cơ nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất là ngắn, nhất là có khả năng trúng số, trúng thưởng là rất lớn. Và nếu như quý anh chị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, mệnh thoa xuyến kim, nắm bắt được những dấu hiệu may mắn này thì quý anh chị nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Về vận trình của quý anh chị diễn ra trong tháng 9 âm lịch tới đây sẽ như thế nào? Làm sao để giải hôn, hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Nam và nữ sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất, tức tuổi con chó, thường gọi là tự quan chi cầu, tức là chó nhà chùa, mệnh kim, thoa xuyến kim, nghĩa là vàng trang sức. Thoa xuyến kim, bản chất đã có khí chất tôn quý, sang trọng, nên những người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tính cách thường thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Tiếp xúc với họ, dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy họ toát ra một khí chất cao quý, sang trọng, vì tuổi Canh Tuất 1970, mệnh thoa xuyến kim, ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh, cách tư duy hành động của người tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Thoa xuyến kim là vật quý, cho nên tuổi Canh Tuất thích sự nâng niu, tôn trọng, bản thân họ ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng. Lối hành xử thô bì đối với họ, chắc chắn họ không làm, mà những người có tác phong này, họ cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà tuổi Canh Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng công bằng, lẽ phải, chân lý. Trong công việc và cuộc sống, tuổi Canh Tuất có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý, nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng. Vì thế, nên tuổi Canh Tuất, mệnh thoa xuyến kim, giàu trí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh, chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn, tiêu dao. Người tuổi Canh Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật, họ là những người suy nghĩ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Tuổi Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng, họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Canh Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai, họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Canh Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn, có lẽ đối với họ, không có gì quan trọng bằng danh dự và phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy, tuổi Canh Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Canh Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực, trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra, tuổi Canh Tuất là người sống giàu tình cảm, chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Lòng trung thành của tuổi Tuất được tuyên dương, ngợi ca nhất trong số 12 con giáp, họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định, họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình. Vì bất cứ điều gì, tuổi Canh Tuất cố gắng làm việc với cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng, tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp,
không màng vật chất, tiền tài, địa vị, phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có, bởi vậy tuổi Canh Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Canh Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, vì thế họ gặp được nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp, lẫn sức khỏe. Nếu có ý chí quyết tâm, kiên cường, vượt qua khó khăn, thì sớm muộn, tuổi Canh Tuất cũng sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Và sau đây, chúng ta cùng đi vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Xem tử vi cho thấy, tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Canh Tuất và bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh cung dưỡng khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình của bản mệnh. Nhìn chung, bạn tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Tháng này cũng thuận lợi cho những ai đang có mong muốn tìm cơ hội nghề nghiệp mới cho mình, nếu nơi cũ không nhận, đánh giá cao năng lực và đóng góp của bạn thì lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi nhé. Con giáp này có thể được quản lý bản thân rất tốt, nhưng họ lại lúng túng khi chịu sự quản lý của người khác. Bản mệnh nên hiểu rằng bản thân mình không hiểu biết tất cả, do đó họ nên học cách lắng nghe từ người khác nhiều hơn. Tháng này có thể thấy, thử thách đối với tuổi Canh Tuất là họ phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống. Thế nhưng họ vẫn tự tin đón nhận mọi thứ diễn ra với mình, nên có thể nói, không có điều gì có thể làm khó được họ cả. Bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Canh Tuất cũng là lời nhắc nhở để bạn bớt chủ quan, thờ ơ với việc chăm sóc bản thân bấy lâu nay. Có điều xảy ra khiến bạn nhận ra, sức khỏe mới thực sự là món quà quý giá mà bạn đang sở hữu. Ngũ hành tương sinh, hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bản mệnh, giúp bạn luôn yêu thương và trân quý tình cảm của bạn đời dành cho mình. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời sẽ tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hướng cát của tuổi Canh Tuất, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tháng mới của con giáp tuổi Canh Tuất có rất nhiều năng lượng, do đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong thì bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy, khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm càng tốt, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập có sự tiến bộ hoặc gặp may mắn trong học hỏi, thi cử, giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm, vui vẻ. Hẳn bạn sẽ hài lòng với những thành tích của bản thân, tuy nhiên nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc, các kỹ năng, khả năng của bạn sẽ hỗ trợ, giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế, bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám bạn từ nhiều tháng nay hoặc giúp bản thân rũ bỏ những định kiến. Thế nhưng, điểm yếu của con giáp tuổi Canh Tuất lúc này là bạn đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa, khi không thể hiện bản thân, bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy cơ hội xuất hiện rất nhiều khi có thiên tài ghé thăm tuổi Canh Tuất trong tháng này. Vì thế, đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa, bạn phải chủ động, tháo vát lên, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc. Càng làm ăn và kinh doanh, bạn càng cảm thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì, vì thế hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình. Nhất là với những ai giúp đỡ bạn bằng tiền bạc thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho không ai cái gì. Với những người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục, giấy tờ quan trọng, đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy. Với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó gia tăng, nếu ai đó giúp đỡ, hỗ trợ tiền bạc đối với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn kịp thời được như lần này đâu. Cuối cùng bạn phải là người tự cứu lấy mình trước, việc giữ một khoản tiền đề phòng khoảng 3 tháng lương của bạn. Đề phòng những khi khó khăn là vô cùng quan trọng, do đó bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Về mặt tình cảm, gia đạo,
Xem tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Canh Tuất. Những cặp vợ chồng từng giận hờn thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, sợ hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Có những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình với đối phương. Nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý mà thôi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ, kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đang bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Về mặt sức khỏe, nhìn chung, chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm trong tháng này đấy. Con giáp tuổi Canh Tuất nhé, vì thế, đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng giảm, nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc, thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Lúc này, thời tiết rất khó chịu, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Khi đó bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thất xích bay về phương Tây, khuyên bản mệnh đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột. Do đó, bản mệnh đen lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền. Nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ bạn nhé. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm đang vượng vận dành riêng cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, đúng tháng 9 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng 9 âm lịch năm 2023. Tuần đầu tháng này là một tuần mà sự nghiệp của tuổi Canh Tuất đạt được sự phát triển khá rực rỡ, bạn được thiên ấn và chính quan phù trợ, nên hoàn toàn có cơ hội khẳng định vị thế của mình, thành tích của bạn sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và muốn noi theo. Với người tuổi Canh Tuất, sao Tốt Thái Dương xuất hiện dự đoán, bản mệnh sẽ gặp vận may tương đối tốt trong tuần này. Con giáp này có nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân từng ngày. Hơn nữa, bạn còn truyền cảm hứng cho người bên cạnh, bạn bè xung quanh bạn dường như cũng nhận thức được sự thay đổi này ở bạn và họ sẽ trở nên tự giác và tích cực hơn dưới ảnh hưởng của bạn. Có thể một số đột phá và tiến bộ trong công việc, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Dù vậy, bạn vẫn được nhắc nhở nên thận trọng trong quá trình trao đổi công việc. Dù sao trong môi trường nhiều cạnh tranh, ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân đầu tiên, không phải ai cũng đối xử tốt với bạn bằng cả trái tim và tâm hồn. Vận tài lộc cũng tương đối suôn sẻ, nhưng hãy cẩn thận, đừng đầu tư quá mạnh tay, vì hung tinh thiên quan vẫn có thể gây sóng gió bất chợt. Thời điểm này, bạn nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình vốn đang làm tốt, phát huy trên cơ sở sẵn có, hạn chế mở rộng hay dấn thân vào lĩnh vực mới hoàn toàn. Về mặt tình duyên, bạn sẽ có sự tương tác và thấu hiểu tốt hơn với người kia của mình, mối quan hệ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Đối với những người muốn kết hôn, sinh con hoặc thoát khỏi tình trạng độc thân, sẽ có những vận may đến đúng lúc. Cẩm đang vượng vận, quý nhân, dần, mão, tiểu nhân, tỵ, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số phát tài, 16, 89, 12. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng 9 âm lịch năm 2023. Những người bạn tuổi Canh Tuất sẽ có vận khí tương đối ổn định trong tuần này nhờ sao Thiên Đức nhập mệnh. Cuộc sống của bạn có những thay đổi tích cực và những tin tức tươi mới cũng sẽ lên theo đó. Bạn nên cho mình cơ hội thư giãn vào cuối tuần này, dù đi du lịch hay ở nhà. Vận trình sự nghiệp tuần này tương đối ổn định và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, những người tuổi Canh Tuất chớ nên để bản thân chìm trong cảm giác thoải mái này quá lâu, các bạn sẽ đánh mất ý chí chiến đấu và trở nên thụt lùi. Hãy luôn đôn thúc bản thân tiến về phía trước, thu nhập tài chính sẽ tăng lên tương đối, nhưng hãy chú ý tiêu dùng hợp lý. Những người sinh năm 1970 có thể học thêm các kiến thức về đầu tư, theo dõi nguyên tắc của thị trường, nâng cao tỷ lệ đầu tư thành công, cũng như là tăng cường tích lũy tài sản cho tương lai. Làm một hương mười, làm chơi hưởng thật, nên càng về cuối tuần, con giáp này càng có thu nhập cao, Canh Tuất ăn chơi cũng giỏi, nhưng kiếm tiền cũng không thua kém ai, chính vì quá được lòng thiên hạ, để rồi có kiếm được nhiều, cũng chẳng ai dám xăm soi tiền của bạn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, ngọ, tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Con số phát tài, 78, 09, 68.
Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng 9 âm lịch năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho biết, chỉ số hung vận, lấn át cát vận, báo hiệu người tuổi Canh Tuất sẽ có một tuần bận rộn, vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Canh Tuất vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong thời gian này, tuổi Canh Tuất được giải thần cát tinh nâng đỡ, sức mạnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát, nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của người tuổi Canh Tuất cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó, nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tuất bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân, vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, dậu, mùi, tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 87, 02, 53. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng 9 âm lịch năm 2023. Trong tuần có thiên đức cát tinh chủ về sự thăng quan tiến chức, soi đường dẫn lối, người tuổi Canh Tuất sẽ nhận được nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý, cơ hội không đến từ những gì dễ dàng, bản mệnh cần phải cố gắng hết sức mình thì mới có thể thành công. Đầu tuần có chút rắc rối nhỏ, con giáp này biết điều chỉnh thái độ làm việc của mình thì mọi sự sẽ thêm phần suôn sẻ. Làm việc tùy tiện theo cảm hứng không phải là phong thái của một người thành công, những chuyện tuy nhỏ nhưng có thể có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Về đường tài lộc, đầu tuần có chính tài nâng đỡ, nguồn thu chính khá ổn định và dồi dào, song tới cuối tuần có kiếp tài giáng họa, bản mệnh cần cẩn trọng trong chi tiêu, tránh để cảm xúc quá cao mà không tìm được lối xuống, tiêu xài hoang phí, vung tay quá chán. Lúc này thời tiết rất khó chịu, thời điểm cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài, khi đó bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thất xích bay về phương Tây Nam, khuyên bản mệnh cần đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột, do đó, bản mệnh nên lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ngọ, mão, tiểu nhân, tỵ, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số phát tài, 02, 73, 58. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, câu chuyện về sự bảo thủ chỉ là hình ảnh ẩn dụ về việc chúng ta đang tự tay loại bỏ đi những cơ hội tốt đang đến với mình bằng lối tư duy đóng, dập khuôn trong suốt thời gian dài. Câu chuyện về sự bảo thủ như sau. Có một người thương buôn nọ rất giàu có, nhưng vợ chết sớm và để lại cho ông một đứa con trai. Vì bận rộn việc mua bán ở phương xa, nên ông đành phải nhờ những người trong nhà chăm sóc con mình. Một hôm, bọn cướp ập tới, đốt phá làng, khiến nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy. Biết con trai mình cũng kẹt trong đám cháy, vị thương buôn ấy đã ngất đi. Sau khi hỏa táng xong, ông lấy chút xương cho của đứa con, bỏ vào trong túi gấm, đi đâu ông cũng mang theo bên người, đêm nào cũng lấy ra kể lể than khóc. Bỗng đêm kia, bên ngoài có tiếng đứa bé xưng là con của ông, nhưng ông lại nghĩ đó là ma hay là bọn con nít trong làng đến chọc phá, nên kiên quyết không mở cửa. Thật ra đứa con của ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng, còn đứa bé bị cháy đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng. Nhưng mãi mãi ông không bao giờ biết được sự thật ấy, khi sự nghi ngờ và cố chấp trong ông đã đóng bít cửa trái tim và đẩy đứa con mình ra đi trong tuyệt vọng. Bài học: chúng ta có thể tức giận về sự ngớ ngẩn của người cha, thế nhưng đừng vội chê bai người bố ấy, vì trong mỗi chúng ta cũng có một phần như thế. Ngẫm lại khi xem cơ hội, may mắn gõ cửa, nhưng bạn đang mãi không chịu mở cửa, bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng. Đó là thái độ cố chấp, bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ. Tác hại của tư duy bảo thủ. Có thể thấy, những gì chúng ta đang thấy chưa hẳn là đã đúng, mọi thứ đều chỉ có tính tương đối. Thì ta phải chấp nhận cái thấy tương đối, đó cũng là lý do tại sao ta chỉ có được hạnh phúc tương đối mà thôi.
Tư duy bảo thủ khiến chúng ta có quan niệm chắc chắn về một điều gì đó, trong khi cuộc sống luôn thay đổi mỗi ngày. Dù có khi ta có niềm tin rằng chúng vẫn thế, thực ra chúng đã không còn y nguyên như tất cả những gì ta hiểu về chúng. Một khi bạn tin vào một điều gì đó, bạn bảo vệ nó khỏi mọi sự đe dọa. Bạn làm điều này một cách bản năng và vô thức khi phải đối mặt với những luồng thông tin không nhất quán. Những ý nghĩ bảo thủ sẽ đóng băng khiến bạn muốn chủ động tìm kiếm thông tin. Hiệu ứng phản tác dụng bảo vệ những quan điểm đã có sẵn của bạn khi những thông tin tìm đến với bạn, khi chúng đập vào mắt bạn. Cho nên bám chặt vào hiểu biết của mình mà không dám mở lòng ra để khám phá và học hỏi thêm, tức là ta đã tự đào thải mình ra khỏi sự vận hành tự nhiên của cuộc sống. Từ đó, nảy sinh sự nghi ngờ để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Ta nghi ngờ điều gì thì hầu như ta tin chắc đó là sự thật. Không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa, thậm chí khi được cung cấp những thông tin có cơ sở thì ta cũng cố chấp, không muốn tiếp nhận. Ta biến lời nhắc nhở nên cẩn thận khi đặt niềm tin thành câu thần chú bất di bất dịch để che đậy sự sợ hãi, yếu đuối và thiếu trách nhiệm của mình. Thế nên có khi sự thật bày sờ sờ ra đó thì ta lại chìm đắm trong việc thất vọng tưởng miên man, rồi rơi vào những nhận thức và phán xét sai lệch. Danh ngôn có câu, một trí óc bảo thủ là một trí óc đang chết dần. Có thể thấy, tác hại mà tư tưởng bảo thủ gây ra với mỗi tập thể, mỗi xã hội là rất rõ ràng. Tác hại của tư tưởng bảo thủ sẽ càng lớn khi nó được áp đặt vào người khác, áp đặt vào tập thể. Do đó sẽ rất nguy hại nếu người mang tư tưởng bảo thủ giữ chức vụ cao, nhất là những người giữ vai trò chủ trì, chủ chốt ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Câu chuyện thất bại của Nokia, thương hiệu hơn 150 năm tuổi, đã là bài học lớn cho chúng ta. Họ thường hả hê và càng ngày càng cảm thấy thỏa mãn với chiến thắng của mình, mà không chịu thay đổi theo xu hướng. Họ cho rằng mẫu mã điện thoại trước đây đã khẳng định được vị trí, tìm được chỗ đứng trong khách hàng, nên không cần phải thay đổi nữa, trên cần duy trì mẫu mã cũ, đúng đủ, để sự phát triển được lan tỏa hơn. Thực chất đó chính là biểu hiện của tư tưởng bảo thủ và hệ quả đã thấy rõ. Chẳng bao lâu, Nokia biến mất hoàn toàn trên thị trường di động như là một cái kết ai cũng đã biết trước. Hãy không ngừng học hỏi. Từ câu chuyện trên, suy rộng cho chúng ta thấy tính chất nguy hại của tư tưởng bảo thủ đối với sự phát triển của xã hội. Trong bất kể trường hợp nào, bạn bám vào những niềm tin của mình thay vì chất vấn chúng. Khi một ai đó cố sở bạn, phá tan những quan niệm sai lầm của bạn, hiệu ứng này làm mọi nỗ lực bị đảo lộn và càng khiến cho những điều bạn tin tưởng có vẻ thuyết phục hơn. Hiệu ứng phản tác dụng phần lớn là do sự lười biếng trong tư duy của chúng ta, thậm chí ta đơn giản là ưa chuộng những giải thích ta không cần nỗ lực nhiều để hiểu, trong khi việc dung nạp những thực tế trái chiều với niềm tin và có sẵn thì lại vô cùng mệt mỏi. Chính việc mở lòng ra để học hỏi mới đủ tỉnh táo để phân biệt lợi hại của vấn đề, mới mang bản chất của sự thông minh và những người có được sự phóng khoáng đó, thích ứng nhanh hơn được với môi trường mới. Việc người bảo thủ có bướng bỉnh khiến họ có chấp nhận cái mới và cứ phải sống mãi trong cái kén cũ kỹ mà không biết được những màu sắc sinh động khác, đó cũng là một điều thiệt thòi của họ. Không được học hỏi nhiều kiến thức của thế giới này lại chính là nguyên nhân đang giam hãm tâm hồn họ, không thể mở lòng đón nhận và chia sẻ được những điều mới. Trong khi với cuộc sống, cái mới chính là cái giúp cuộc sống không nhàm chán, hãy không ngừng tò mò đặt ra câu hỏi và tự mình đi khám phá để tìm được lý do đúng đắn cho riêng mình. Thậm chí với những quan điểm cũ và tự so sánh với kết luận của bản thân, xem có điều gì sai khác, điều gì thú vị, tạo nên sự khác biệt đó. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.